Hello, xin chào 500 anh em. Vậy là chiếc xe Toyota Vios 2021 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, có mức giá khởi điểm từ 478 cho tới 630 triệu đồng. Vậy trên phiên bản mới Toyota Vios 2021 có những điểm gì nổi bật để cạnh tranh với các mẫu xe như là Honda City và Hyundai Accent? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu và phân tích so sánh với các đối thủ nha. Hãng xe Ford thông báo là trong năm 2021 sẽ có Ford Ranger phiên bản chạy điện tại châu Âu. Nissan Quad 2021 được ra mắt tại châu Âu, tương lai có thể sẽ về Việt Nam. Tất cả sẽ có trong bản tin news số 09 của Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Ngày hôm qua 23 tháng 2 năm 2021, Toyota Việt Nam chính thức ra mắt thị trường mẫu xe Vios phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, mẫu xe quốc dân của thương hiệu Nhật Bản được ra mắt trong bối cảnh các đối thủ như là Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Atrax và Suzuki Seat đã có phiên bản Philip từ năm ngoái. Riêng có Mitsubishi Atrax ngày hôm qua cũng đã bổ sung một phiên bản mới với rất nhiều trang bị hiện đại cùng với thời điểm mà Toyota Vios 2021 được ra mắt. Ở trên phiên bản mới, Toyota Vios đã có những sự thay đổi không quá mạnh mẽ ở phần đầu xe so với các đối thủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây vẫn là một sự cải tiến vừa đủ nhưng hiệu quả dành cho mẫu xe này. Nổi bật nhất là phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt của xe, thay vì sử dụng cách tạo hình giống với như một cái thác nước chảy xuôi thì giờ đây ở trên phiên bản mới, phần chi tiết này được đảo ngược lại giống với một thác nước chảy ngược. Và theo như tôi quan sát thì không chỉ có riêng phần mặt ca lăng xe mà trong đó có cả cụm đèn sương mù cũng có cách làm tương tự. Cụm đèn chiếu sáng phía trước cũng là phần chi tiết tôi cho rằng có những cái sự cải tiến kịp thời nhất để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ, được nâng cấp lên thành LED thay vì sử dụng projector như ở phiên bản tiền nhiệm. Các họa tiết đèn headlight nằm ở phía bên trong được chia từng khoang một, và nếu như chúng ta tưởng tượng thì nó cũng không khác gì một cái bộ sơn cá cả. Đây là phong cách thiết kế lấy từ những mẫu xe đàn anh trong thời gian gần đây. Ở phía thân xe, Toyota Vios 2021 vẫn được trang bị một bộ la răng kích cỡ là 15 inch. Tuy nhiên thì đã được thay đổi cách tạo hình trông điệu đà hơn so với phiên bản cũ. Và nếu như so sánh phần chi tiết này với các đối thủ thì tôi chỉ thực sự không thích cái phần la răng của Hyundai Accent thôi. Còn lại các mẫu xe như Toyota Vios, Suzuki Seat hay Honda City thì tôi đều cảm thấy rất ưng ý. Bên trong nội thất gần như không thay đổi gì so với phiên bản cũ. Tuy nhiên trên phiên bản Vios GRS sẽ được sử dụng nội thất màu đen thể thao, trong khi đó bản G và bản E-CVT sẽ có màu be. Ghế trước bản GRS cũng là loại khác hướng tới phong cách thể thao hơn. Cần số và nút đề nổ trên phiên bản cao cấp nhất này được gắn thêm logo GRS để phân biệt với các bản còn lại. Về phần vận hành xe thì trên tất cả các phiên bản của Toyota Vios đều được sử dụng khối động cơ được duy trì từ thế hệ trước đó, với dung tích xi lanh là 1.5 lít sản sinh ra công suất khoảng 107 mã lực và mô men xoắn đạt 140 Newton kết hợp với số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp. Riêng phiên bản Toyota Vios GRS thì có thêm chế độ lái tiết kiệm Eco và thể thao Sport với cùng hộp số vô cấp giả lập 10 cấp số. Tuy nhiên, điểm mà khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thất vọng trên Toyota Vios 2021 đó là xe không được trang bị những tính năng trong gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense như cảnh báo lệch làn đường, phanh khoảng cách. Những công nghệ mà đã có ở trên thị trường các nước bạn, tuy nhiên thì về Việt Nam lại không hề xuất hiện. Tùy chọn mỗi phiên bản sẽ có trang bị 3 túi khí và 7 túi khí. Về phần mức giá bán thì Toyota Vios 2021 sẽ có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm phiên bản E số sàn, phiên bản E số tự động và phiên bản G và GRS. Có mức giá bán lần lượt là 478 triệu, 531 triệu, 581 triệu và 630 triệu đồng. Riêng phiên bản E số sàn và phiên bản E số tự động có 7 túi khí sẽ có mức giá cao hơn so với phiên bản 3 túi khí, lần lượt là 17 và 19 triệu đồng. Bên cạnh đó, màu trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn 8 triệu so với các màu sơn khác. Ford châu Âu vừa công bố khẳng định sẽ có 100% đội hình xe của họ trong khu vực sẽ có phiên bản hybrid sạc điện hoặc thuần điện bắt đầu từ năm 2024 trở đi, trong đó có cả Ford Ranger. Ford Ranger bán tại thị trường châu Âu có thể là động cơ xăng 2.3 lít đi kèm với motor điện, cho ra tổng công suất dự kiến là 362 mã lực, mô men xoắn đạt 680 Nm. Cá nhân tôi cho rằng nếu như điều này xảy ra thì quả thực chúng ta sẽ có một cái khối động cơ rất uy lực và hy vọng sẽ sớm cập bến tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe Nissan Quad thế hệ thứ 3 vừa được vén màn tại thị trường châu Âu. Đây là mẫu xe thứ 3 của Nissan được ra mắt trong tháng 2 năm 2021 sau khi mẫu xe SUV cỡ lớn Pathfinder và mẫu xe bán tải Frontier
Ở các thị trường châu Á, Nissan Quad không phải là một cái tên nổi bật so với các đối thủ. Tuy nhiên, ở thị trường lục địa già, mẫu xe này lại là một trong những chiếc xe rất có tiếng tăm và vô cùng quan trọng của Nissan. Đã có hơn 3 triệu chiếc Quad được bán ra tại thị trường khó tính này. Nhìn về tổng quan thiết kế thì Nissan Quad 2021 trông hiện đại và trẻ trung hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Theo như tôi quan sát thì cụm đèn chiếu sáng trên phiên bản mới cũng có cách bài trí và kiểu thiết kế boomerang, tương tự với người đàn anh Nissan Pathfinder. Nissan Quad 2021 có kích thước to hơn đời cũ, cụ thể chiếc xe SUV dài hơn 35mm, rộng hơn 32mm và cao hơn 25mm và trục cơ sở dài hơn 20mm so với đời cũ. Và lần đầu tiên thì Nissan cũng đã cung cấp cho Quad tùy chọn mâm hợp kim với 20 inch. Bên trong khoang cabin xe, Nissan Quad mang tới không khí thực sự rất hiện đại và có nhiều chi tiết thể hiện cái sự sang trọng và không hề thua kém so với những người đàn anh của mình. Nổi bật nhất là cụm đồng hồ kỹ thuật số có độ phân giải rất cao, sở hữu kích thước là 12,3 inch, tương tự với những cái mẫu xe hạng sang. Bảng đồng hồ tắt lô xe cũng có thể thay đổi các chế độ hiển thị để người lái không bị mất tập trung này. Ngoài ra thì xe còn được trang bị màn hình HUD có kích thước lớn nhất phân khúc 10,8 inch. Còn lại những trang bị như cụm màn hình trung tâm giải trí 9 inch có khả năng kết nối với Nissan Connect, Android Auto và Apple CarPlay không dây. Hệ thống phát Wi-Fi trong xe có thể phục vụ 7 thiết bị cùng một lúc, cũng là những cái tiện ích chắc chắn được người dùng đánh giá cao trên mẫu xe này. Ở trên thế hệ thứ 3 thì Nissan cũng đã loại bỏ động cơ diesel trên phiên bản mới sử dụng tại châu Âu. Phiên bản tiêu chuẩn của xe sẽ đi kèm với khối động cơ Hybrid 1.3 lít tăng áp cho ra công suất là 138 mã lực và mô men xoắn đạt 240 Newton, kết hợp với cụm hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Riêng phiên bản Hybrid sản sinh ra công suất là 187 mã lực và mô men xoắn đạt 330 Newton. Nissan Quad 2021 với một mức giá bán hợp lý, ngoại hình nhỏ gọn, động cơ tiết kiệm nhiên liệu thì cá nhân tôi cho rằng Nissan Quad vẫn là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng xứ lục địa già. Tuy nhiên nếu về Việt Nam thì mẫu xe này sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ hiện tại đang rất mạnh ở trong phân khúc như là Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson. Và dĩ nhiên hiện nay trong phân khúc này đã rất nóng thì nếu như mẫu xe này về nó sẽ còn nóng hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 09 của Auto Việt Nam. Ở cuối video thì mình xin gửi tới các bạn những hình ảnh ấn tượng về chiếc xe Bentley Bentayga phiên bản Hybrid. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.